Bà từng được nghe kể nhưng chưa thấy người đàn ông này cầu nguyện xin mưa bao giờ. Ông Lê Đình Luận, 70 tuổi, là anh trai ruột của ông Lê Minh Hoàng, chia sẻ. Em trai tôi thi thoảng có đi mấy hôm mới về, nhưng tôi không rõ đi đâu. Tôi cũng không biết Hoàng có khả năng cầu nguyện xin mưa được không. Vụ bé gái 12 tuổi sinh con nặng 3kg, cha của đứa trẻ sơ sinh phải chịu mức án nào? Liên quan đến vụ việc bé gái Loan 12 tuổi nghi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai và đã mổ đẻ sinh con 3 kg, tối 17 tháng 4, lãnh đạo công an huyện Thanh Trì Hà Nội cho biết đơn vị đã lấy mẫu ADN con vừa sinh của bé Loan để tiến hành xét nghiệm phục vụ công tác điều tra. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi để điều tra vụ việc liên quan đến cháu Loan. Ngoài ra, cơ quan công an cũng ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nghi phạm trong vụ án. Luật sư Nguyễn Văn Đại công ty luật trách nhiệm hữu hạn Việt Phong nhận định, cha của đứa trẻ vừa chào đời có đầy đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo luật sư trong vụ việc này đối tượng làm bé Loan mang thai sẽ bị áp dụng tình tiết định khung là làm nạn nhân có thai và phạm tội hai lần trở lên. Theo lời kể của nạn nhân, căn cứ theo quy định tại điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017, hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi được thể hiện dưới hai hình thức. Thứ nhất, dùng vũ lực đe dọa, dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ. Thứ hai, giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi. Theo thông tin báo chí cung cấp, cháu bé bị xâm hại tình dục đến thời điểm hiện tại mới chỉ 12 tuổi và đã sinh con. Như vậy, nghi can thực hiện hành vi giao cấu hoặc thực hiện quan hệ tình dục khác với cháu bé có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi thuộc vào khoản 2 với tình tiết là làm nạn nhân có thai. Với hành vi như vậy và căn cứ theo quy định của pháp luật hình sự, nghi can thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu bé có thể bị xử lý hình sự với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù. Không chỉ vậy, trong quá trình điều tra nếu phát hiện thêm các tình tiết định tội khác, nghi can sẽ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự với những hành vi do mình gây ra đối với cháu bé. Mức cao nhất của tội danh này là tử hình, luật sư Đại phân tích. Công an truy tìm nhóm người chặn đánh nam sinh lớp 7. Ngày 18 tháng 4, lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Đức Cơ Gia Lai thông tin đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ một nam sinh lớp 7 bị hành hung. Trước đó, trưa ngày 17 tháng 4, sau khi tan trường, em Tài, lớp 7, trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền đi về nhà. Khi đến vị trí giáp đường Quang Trung, thị trấn Chư Ti thì bị nhóm thanh niên dùng ghế nhựa, mũ bảo hiểm đánh vào đầu gây thương tích. Ngay sau khi nắm sự việc, trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền đã liên hệ gia đình, đề nghị đưa học sinh này đi khám ở cơ sở y tế. Gia đình đã đưa học sinh Tài đi điều trị tại bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai. Sáng 18 tháng 4, đại diện nhà trường đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi động viên em Tài nạn nhân bị chấn thương nặng, tâm lý còn hoảng loạn. Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Hiền Đức Cơ, nhà trường đã có văn bản báo cáo và kiến nghị cơ quan chức năng điều tra xử lý những đối tượng tham gia đánh học sinh. Lực lượng công an đang vào cuộc điều tra, truy tìm nhóm thanh niên hành hung em tài. Phòng Giáo dục và Đào tạo Hiền Đức Cơ cũng chỉ đạo các trường tuyên truyền, giáo dục để đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường và ngăn chặn chấm dứt tình trạng bạo lực học đường. chặt đứt đường dây đưa ma túy vào Đà Nẵng, thu giữ số thuốc lắc khủng. Ngày 18 tháng 4, Công an Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát Ma túy cùng các đơn vị liên quan vừa triệt xóa chuyên án 512C, bắt giữ nghi phạm mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn, thu giữ 3 kg ma túy đá và 12.000 viên thuốc lắc. Theo thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát phòng cảnh sát ma túy phát hiện một số người ngoài tỉnh đến Đà Nẵng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Xác minh ban đầu cho thấy đường dây này hoạt động với các thủ đoạn rất tinh vi, liên tĩnh. Công an Đà Nẵng đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh. Qua đó xác định, thông qua các mối quan hệ xã hội, Cường được xác định là đối tượng cầm đầu liên hệ với một nhóm người ở tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế để đưa ma túy vào Đà Nẵng và các tỉnh khác tiêu thụ. Trong số đó có Phan Minh Trung, 34 tuổi, trú thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Lực lượng công an nắm được thông tin Trung sẽ đưa đường ma túy lớn vào Đà Nẵng các tổ trinh sát nắm bắt mọi di biến động của Trung. Khi Trung xuất hiện tại khu vực bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Ma Túy phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2, các đơn vị liên quan bắt quả tang nghi phạm khi vừa nhận một thùng xốp. Kiểm tra bên trong, công an thu giữ 3 kg ma túy đá được ngụy trang trong các túi chè khô. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, công an Đà Nẵng phát hiện Trung sắp nhận tiếp một kiện hàng được gửi từ nước ngoài về. Công an Đà Nẵng phối hợp với công an Hà Nội xác nhận có một người phụ nữ chưa rõ lai lịch, ở nước ngoài có gửi hàng về cho Trung. Kiện hàng trên được gửi về địa chỉ ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra bên trong thì phát hiện 12.000 viên thuốc lắc. Số thuốc lắc này được che giấu trong các loại đồ hộp. Tổng trọng lượng của số thuốc lắc nói trên là 4,5 kg. Đây là số thuốc lắc được thu giữ rất lớn trên địa bàn Đà Nẵng. Người tự nhận có khả năng cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh, người dân thôn Phú Khuê nói gì? Tìm về thôn Phú Khuê, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, hỏi về ông Lê Minh Hoàng, người có khả năng cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thì dường như ai nấy đều biết đến. Trong căn nhà cấp 4 dột nát sập xệ, chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc bếp ga. Ông Lê Minh Hoàng, sinh năm 1967, đang chuẩn bị đi làm. Ông Hoàng cho biết, công việc chính của ông là làm thợ mộc. Tuy nhiên thu nhập cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống. Khi được hỏi về khả năng cầu mưa, ông Hoàng cho biết, năm 2000 ông nhận thấy bản thân có khả năng đặc biệt này nhưng mãi đến năm 2004 mới rõ. Sau đó ông Hoàng nghiên cứu ở Mộc Châu một thời gian rồi trở về Hà Nội nghiên cứu tiếp khả năng đặc biệt của bản thân. Tôi từng đi cầu nguyện xin mưa ở nhiều nơi. Năm 2013, tôi đi vào Quảng Nam, Đà Nẵng. Năm 2015, tôi vào Lâm Đồng. Rồi đến năm 2019, vào Bến Tre. Mỗi lần đi, tôi đều tự kiểm định về kết quả của bản thân. Ông Hoàng chia sẻ. Thế nhưng những năm gần đây, ông Hoàng mới biết cần phải có giấy xác nhận cấp phép về khả năng đặc biệt này. Qua tìm hiểu, ông Hoàng được một số người hướng dẫn nộp đơn để xin cấp phép về khả năng cầu nguyện xin mưa. Họ bảo tôi phải lập lên một cái đề tài, xong trình lên nhà nước. Khi được nhà nước phê duyệt thì tôi đi đâu cũng thuận tiện. Sau đó tôi có gửi đơn lên cơ quan có thẩm quyền để xin được cấp phép, nhưng không được. Giờ không có giấy tờ, tôi đi vu vơ như này dễ khiến mọi người hiểu lầm, tưởng tôi đi truyền bá trái pháp luật. Ông Hoàng chia sẻ. Bà Xoa, 65 tuổi, một người dân ở thôn Phú Khuê cho biết, bà từng được nghe kể nhưng chưa thấy người đàn ông này cầu nguyện xin mưa bao giờ. Ông Lê Đình Luận, 70 tuổi là anh trai ruột của ông Lê Minh Hoàng chia sẻ: "Em trai tôi thi thoảng có đi mấy hôm mới về, nhưng tôi không rõ đi đâu, tôi cũng không biết Hoàng có khả năng cầu nguyện xin mưa được không, nhưng nếu cầu nguyện được thì đó là điều tốt, giúp ích cho mọi người." Cửa hàng vàng đóng cửa đồng loạt, cục quản lý thị trường sẽ giám sát chặt. Ông Nguyễn Quang Huy, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh, đã thông tin trước tình trạng nhiều cửa hàng vào tại thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa và các biện pháp kiểm tra kiểm soát. Theo ông Huy, trước tình hình trên, Cục Quản lý thị trường thành phố đã yêu cầu các đội quản lý thị trường thực hiện nghiêm các biện pháp nghiệp vụ giám sát chặt chẽ các nơi có liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng, đặc biệt là những trường hợp phải giám sát theo quy định. Mục tiêu nhằm kịp thời phát hiện, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thuộc quyền xử lý của lực lượng quản lý thị trường. Tuy nhiên, khi được hỏi về nguyên nhân khiến cho các cửa hàng vàng đóng cửa, lãnh đạo của Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh nói chưa có căn cứ xác định lý do tạm ngưng hoạt động kinh doanh của nhiều tiệm kinh doanh vàng. Bởi theo quy định tại Nghị định số 24-2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, không có quy định doanh nghiệp kinh doanh vàng có trách nhiệm thông báo về thời gian và lý do tạm ngừng kinh doanh do cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền. Thêm vào nữa, hiện cũng đang do trong dịp lễ sổ tổ Hùng Vương và dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 nên các cơ quan đơn vị cũng được nghỉ nhiều ngày. Theo ông Huy, Ngân hàng Nhà nước là cơ quan thay mặt chính phủ thống nhất quản lý các hoạt động kinh doanh vàng theo quy định, trong đó có việc kiểm tra, thanh tra đối với các hoạt động vàng trang sức, mỹ nghệ. Các biện pháp nghiệp vụ tập trung là giám sát chặt chẽ các đối tượng có liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng thuộc đối tượng của hoạt động giám sát theo quy định, để kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý, đặc biệt là các hành vi buôn lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả mạo nhãn hiệu, kịp thời chia sẻ và cung cấp thông tin tới các bên liên quan. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ tin tức mới mỗi ngày.